How you feeling? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài và Thượng Thiền Sư đã an vị vào trên pháp quả. Kính mời chư liệt vị đảnh lễ Ngài ba lễ. Chân quả trên biên tri do Ngài Tứ Ngộ không thể chí giải. Con đem mắt lòng thành kinh làm lễ Đức Phật của Bà Đo Ngài là Bậc A Răng cao tưởng được chân quả trên biên tri do Ngài Tứ Ngộ không thể chí giải. Con đem mắt lòng thành kinh làm lễ Đức Phật của Bà Đo Ngài là Bậc A Răng cao tưởng được chân quả trên biên tri do Ngài Tử Ngộ không thể chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đó. Ngài là Bậc A Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh niệm tri do Ngài Tử Ngộ không thể chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đó. Ngài là Bậc A Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh niệm tri do Ngài Tứ Ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đó. Ngài là Bậc A Ra Hằng cao thượng, được chứng quả chánh niệm tri do Ngài
Thầy tứ cô thâm thầy chí giải. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữa đều hợp là quy tranh xa sơ sát sanh. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sơ trọng cấp. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự trọng cấp. Con xin vâng giữ đạo hợp là quy tranh xa sở tà dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sở tà dâm. Con xin vâng giữ đạo hợp là quy tranh xa sở thông dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sở thông dâm. Con xin vâng giữ đạo hợp là quy tranh xa sở nói dối. Con xin vâng giữ điều hợp quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ đạo hợp là quy tranh xa sự dễ dưỡng rủ hòa các chất sai. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu hòa các chất sai. Chư thiền tinh anh thở trì ngủ dây này cứ được trong sạch của răng vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sợ ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sợ ăn sai giờ. Con xin vâng giữ đều hợp là quy tranh xa sợ mua thói quen đầu xem hát nghe đàn kèn trang điểm qua vật thơm rồi phân và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua hát hỏi kèm đờn xem mua hát nghe đờn kèm trang điểm hoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được sanh sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Từ thiên tinh anh thở trì bát quan trai giới với được trong sạch trở ngày nay và đêm nay tâm nên dễ dương. Dạ xin vâng. Các chúng sanh nước sanh về cõi trời cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh nước giàu sang cũng nhờ dư dơi. Các chúng sanh nước giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư dơi. Bởi các anh chư tiền tin của đáng tỏ trị giới luật chứ được trong sạch cấm nên đại lâm nhờ. Sa thu sa thu sa thu lần thai phạm tiếng vẫn nằm và lùi khẩn khoan Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi.
biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm đường cổng giá ngày dời chân san, biết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm điều trông như được nên hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giác bén tuần, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hành còn lâu năm, cả tâm giới thừa ông khổ tận, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thân ngại kia pháp nói đàn tự ti, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chia bẻn toàn. Nam mô Tát Sa Tu Ca Va Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Tu Ca Va Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Tu Ca Va Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Buddhang Pujami. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Dhammang Pujami. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Sanghang Pujami. Con đã mất lòng thành kính lòng đại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri, do Ngài tự ngộ tâm thầy cho dạy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự là phải cúng dường về hồn văn Tăng báo. Ô trời của nhân giả được sáng vui, tinh tạng tu hành, mau dạy thoát sự đau khổ. Nhưng mà bọn trừ tất cả mình đi. Sa tu lần hai. Thầy dạy này, thầy bắt đầu câu hỏi trước, sau khi sư sẽ bỏ túc thêm. Câu hỏi xin pháp trần pháp như ngài thiền sư, xin bạch ngài, tăng rất vui sướng và hạnh phúc khi được tham gia khóa thiền lần thứ tư với sự chỉ dạy của ngài. Con mong ngài luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục dìu dắt chúng con trên hành trình tu học. Con xin phép được trình pháp phần ngồi thiền và đi kinh hành ạ. Khi ngồi, con thấy toàn cơ thể đồng đều trong cùng một nhịp với sự thay đổi của hơi thở ở bụng. Con thấy tâm ở vùng bụng và các pháp tự vận hành. Có những sự có mất liên tục vô cùng nhỏ mà con không thể xác định được nó ở nơi nào trên vùng bụng. Con chỉ biết có mất đó
vẫn diễn ra liên tục, và còn để cho nó tự vận hành. Có lúc con thấy tâm như ở trong một khoảng không gian bao la với vô vàn sự chuyển biến trong đó. Các pháp cứ thay đổi liên tục từ dạng này sang dạng khác, đang cứng rung chuyển động và tâm đi theo ngay sau sự chuyển biến đó. Khi đi kinh hành, con thấy toàn thân đồng đều và cùng nhịp với từng bước chân, có thể như trôi trong không gian như một dòng sông đang trôi chảy liên tục. Con xin kết thúc phần trên pháp, mong Ngài chỉ dạy thêm cho con. Khi ngồi, đây gọi là thiền tọa. Khi ngồi, con thấy toàn cơ thể đồng đều trong cùng một nhịp với sự thay đổi của hơi thở. Khi ngồi, thấy toàn cơ thể cùng nhịp với thay đổi của hơi thở nơi bụng. Hành giả nên xác định cho rõ, không để ý với cái nhịp thay đổi toàn cơ thể. Toàn cơ thể là cái thân đồng đều trong cùng một nhịp thay đổi của hơi thở bụng. Hành giả, khi mà chú tâm này bụng, đừng nghĩ tới toàn thể của thân, đừng nghĩ, vì hành giả chú tâm này bụng nói về sự chuyển động nơi bụng trước. Như vậy từng đại vấn đề ngồi, con thấy toàn cơ thể đồng đều trong một nhịp. Dạ, có thể là ngồi, biết đang ngồi, biết ngồi, biết ngồi thẳng, căng cứng thẳng, rồi chú tâm niệm Phật. Như vậy đừng có hòa đồng với, có một cái tưởng hòa đồng cả thân rung chuyển cùng với ở bụng. Con thấy tâm ở vùng bụng được và các pháp tự vận hành. Hành giả đừng có để đệ tử các pháp để tự vận hành, để theo dõi phòng từ đầu tới cuối của cái phòng, và sẽ từ đầu của sẽ tới cuối của sẽ. Thấy rõ là bắt đầu cái cái phòng, bắt đầu của sẽ cho thấy rõ, nhưng để nó tự nó vận hành này. Thì tự nó vận hành không được, nhưng mà phải nói cái điểm vận hành chú tâm này bụng này. Như vậy nói cái sự chuyển động này bụng, nói đặc tính của gió bụng tục để mất rồi, nhưng sự chuyển động của nó theo dõi từ đầu tới cuối, đừng để ơi sự vận hành của pháp dễ giống như lơ lẫn để nó vậy. Cho thấy là tâm chú nơi đó và có chánh niệm theo dõi tâm và ghi nhận chánh niệm, có sự phòng, chánh niệm là phòng rồi tâm mới biết cảm giác căng hoặc xẹp co. Như vậy cho rõ là có sự chuyển động của phòng của xẹp, nói tổng quát là vận hành các pháp tự vận hành một cái quá sâu xa với quý vị. Vậy thì nếu quý vị thấy vẫn là vận hành sư không chống đối, nhưng mà nếu nói rõ là trình pháp con chú tâm,
việc chú tâm nơi bằng cảm giác như thế nào đã thấy rõ. Bây giờ nói cái chữ vận hành mà cái tay tổng quát vậy đó, các pháp hữu vi sẽ không vậy, không có trong đó vận hành của các pháp, nhưng muốn thấy cho đó có bắt đầu kéo dài chấm dứt, bắt đầu kéo dài chấm dứt, cho thấy là các pháp vi có trạng thái sanh diệt là thường, để hiểu vấn đề sanh diệt này. Vậy nếu nói về cái vận vận hành thì không rõ quá rộng vậy đó, chỉ nhắc chỗ này. Nếu quý vị trình pháp nói về bụng giải thích cho đó, con có thể cảm giác từ bắt đầu phòng cho đến hết phòng và từ tẹp cho đến hết sẹp thì dễ hơn. Cơ lý là phần sẹp, nhưng sự thì chuyên theo dõi cái sự rung động này kia thì được. Con thấy tâm ở vùng bụng thì nói được vậy đó. Này, vậy được rồi. Có những sự có mất liên tục vô cùng nhỏ và con không thể xác định được ở đó, ở nơi nào trên vùng bụng. Con chỉ biết có mất đó vẫn diễn ra liên tục và con để cho nó tự vận hành. Nếu mà vì thấy phòng rất là rõ, sẹp rất là rõ, giữa phòng giữa sẹp, và nếu mà để nói vận hành thì quá rộng vậy đó, vậy cho này thôi. Có lúc con thấy tâm như ở trong một khoảng không gian đầy bao la với vô vàn sự chuyển biến trong đó qua. Như vậy hình như họ tưởng có một rộng lớn đã ra khỏi thân. Như vậy có một cái không gian không phải là thân. Vậy đó. Như vậy phải có giới vực của nó. Này, nếu hành giả kinh nghiệm thì ok, để giải thích thêm thôi nhá. Đây, nếu mà quý vị muốn, vì cái chữ là một khoảng không gian bao la vô vàn sự chuyển biến trong đó. Khi mà nói không gian, không nói vấn đề chú tâm này bằng thân quán niệm xứ. Các pháp cứ thay đổi liên tục từ dạng này sang dạng khác, căng cứng ok, căng cứng rung chuyển động và tâm đi theo ngay sau sự chuyển biến đó. Rồi đây đây, giấy đạo sư bật tích cho rõ chút. Nếu bờ bụng á, nói rõ bụng như nói chỗ điểm đó đó có sự chuyển động căng, để giải thích vấn đề phân đại cho sư rõ. Vậy đây thầy, khi đi kinh hành con thấy toàn thân đồng đều và cùng nhịp với từng bước. Đây, cái thân đồng đều khi mà đi kinh hành, chú tâm nơi chân. Thấy có thể là cũng không sai, thấy toàn thân đồng đều. Thấy cái chú tâm đi để ý nơi chân hơn, để sự vận hành gọi là đi. Đi thay cái này cái toàn thân đi rồi, nhưng mà chú tâm ở nơi chân, bàn chân. Vậy đó, ở nơi bàn chân, và từ cái chân nó chuyển giống như là từ một cái từ đầu gối, từ mông đi nó chuyển được, nhưng mà để tâm nơi chân. Quỳ có đặc tính nó phải động phải xúc, nếu thân là phải động mà. Vậy để thấy cái trạng thái cái sự xúc như thế, xúc nó động được ba cái: đất cứng mềm, lửa nóng lạnh, gió tăng với động rung. Rồi phải để cho điểm đó, để tâm cái đó
rồi chánh niệm xuống điềm, xuống chạy theo. Nếu mà mình niệm thêm nhiều quá, mặt bước trai bước để chân mặt bên trái, nhưng cái bước một niệm mặt bước trai bước, mặt bước ra được giới hành thiệt lâu, đôi khi ta lên dở đạp cũng một chân à, bước lên đạp xuống, bước lên tôi quạt thêm, dở bước đạp cũng để chân chuyển động. Như vậy mới biết là sự chuyển động chân đặt chân của gió. Thầy nói là chân bắt đầu nó có thể biến bắt đầu có sự chuyển động, rồi có thể cảm giác được cái động được, như cái thân thức nó biết được ba cái cứng mềm nóng lạnh chuyển động, nó không biết được nữa. À, như vậy đây cơ thể như trôi trong không gian này đi nhớ. Như vậy có một cái tưởng giống như mình đang trôi trong một không gian cùng tranh cái đó nữa, như một dòng sông đang tuôn chảy liên tục. Đó có một sự tưởng giống như một dòng sông tuôn chảy liên tục, cho thấy tuôn chảy liên tục không có cản được, không có nói được. Nhưng để giải thích bây giờ đang đi kinh hành cái sự chuyển động, nếu như dòng sông đó là giống như nước mà nó liên tục, nhớ không có sự tưởng tượng ở trong tư niệm xứ. Thân cho thật là thân, thọ cho thật là thọ tâm, và nếu quan thân phải biết bản chất đặc tính của thân. Này, nhớ vậy, vậy cố gắng tránh giống như dòng sông tuôn chảy liên tục. Nếu có cảm giác như vậy thật, cũng cảm giác rất cũng trở lại không quên cái này. Nghe đó, không có việc cái chuyện dở bước đạp chuyển động nặng nhẹ liên tục. Thì xin kết thúc phần trình pháp, mong ngài cho dạy thêm. Sư mới vừa bổ túc thêm cái chỗ điểm mà vì giải thích này cho rõ thêm. Nếu vừa kinh nghiệm không sao, nhưng mà nếu mà trình pháp thứ nhất là sư muốn nghe, người mới muốn nghe thì nói thôi vậy đó. Như vậy đúng cái tính cái dùng chữ một dòng sông tuôn chảy trên cái đó thôi nhé. Liên tục thì cũng có thể được, nhưng mà tính cũng như là thấy toàn thân giống như một không gian này kia đó, trên cái điểm đó được. Ok, giờ câu thứ hai, kinh đặt lại ngài rung chuyển, cũng như cái nhận thức căng cứng rung chuyển động được và tâm đi theo ngay sau sự chuyển biến đó được. Mấy cái này được, nhưng mà cái chỗ mà dùng thêm đó và thì tránh cái danh từ đó và danh từ. Bây giờ câu hỏi thứ hai, kính đảnh lễ ngài, con theo dõi hơi thở thật sát. Thật sát sao? Cái gió qua chỗ chân mũi, dưới lỗ mũi, ở khoảng môi trên, below, the nostril above, the upper lip, liên tục. Lâu lâu thì con nhận ra chỗ con chú tâm có di chuyển không còn nhúc nhích ban đầu. Xin ngài dạy cho con phải làm sao. Như vậy khi hành giả chú tâm rồi đó, theo dõi hơi thở rồi, đối tượng đầu tiên con theo hơi thở. Như vậy khi mà hơi thở vì chú tâm nơi mũi, hai dành cơ mũi là mũi là lỗ mũi hai đó, dành mũi thì thở vô thở ra, đó là thật xác. Sao cái gió qua chỗ chân mũi này, bắt đầu anh giả bắt đầu đi chỗ này, bây giờ giải thích cái dưới lỗ mũi, lưới vào mũi là mũi này, dưới lỗ mũi nè, như vậy là khoảng môi trên, môi trên là môi này này, môi trên below the nostril, dưới mũi
above the uplift, dưới mũi mà trên môi. Vậy thì dùng này. Này, này. Liên tục lâu lâu con cảm nhận ra chỗ con chú tâm có sự chuyển hồng nhúc nhích ban đầu. Xin Ngài cho con, Ngài dạy cho con phải làm sao. Nếu mà ban đầu á, nếu mà số 1 vì chú tâm nên mũi hoàn toàn theo dõi cho thật rõ rõ, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, khi thở vô thở ra quý vị cố gắng để điểm nó đụng, thở vô đụng dành của mũi, thở ra đụng dành của mũi, hai cảm xúc, cảm giác được xúc, cái xúc là cái tâm thân thức phải xúc tu tập và cái đụng. Như vậy nên chỉ gió không đó, vì phải để ý đụng một thở vô thở ra không, cái thở vô thở ra. Thứ hai vì phải nhận được cái sự cảm giác cái đụng. Thứ hai, thứ nhất thở vô thở ra, thở vô thở ra rồi theo dõi thì thứ hai khi thở vô thở ra vì cảm thấy bị đụng rồi, khi cảm giác đụng thở vô đụng thở ra đụng chút tâm này đụng này xúc đó đụng đụng cứng mềm nóng lạnh chuyển đồng đồng. Vì đụng là phải cứng phải mềm hoặc là nóng lạnh hoặc rung chuyển rồi, thì cái đó quý vị để ý đụng 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 như đó. Khi mà đụng nó bây giờ nói vì trên dưới mũi trên môi dòng này, thì khi đụng bật cảm giác có cái sự cảm giác này đây này, cảm giác rung vần vần rung chuyển vần vần thì chỗ này nè. Bây giờ hành giả nó bây giờ nó mất ban đầu rồi, di chuyển không còn như lúc trước, không còn chỗ này là vì trở lại hơi thở này, trở lại thở, trở lại thở vào thở ra, thở vào thở ra, bắt đầu đụng biết đụng rồi đấy, chú tâm đụng đụng đi tới rung chuyển này, từ xúc từ cho nên nó đụng, một phải cứng mềm, hai rung chuyển, vì thở vô thở ra nó có một sự xúc rung chuyển nơi đó này, đó gọi là thân rung chuyển. Rồi tâm theo dõi biết, tâm theo dõi trường học mất đi, mất rung chuyển việc trở lại hơi thở, đừng có buông hơi thở. Hơi thở là số 1, sự cảm giác rung chuyển là số 2. Trở lại với hơi thở, rồi trở lại rung chuyển, trở lại thở, rồi trở lại rung chuyển. Đó là như vậy. Và nếu quý vị cảm giác cái gì thêm, tìm hiểu thêm, thì quý vị cứ tình văn tắc như vậy và sư theo dõi, sư giải thích thêm. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, dạ mô Phật bạch Ngài, những lúc con ngồi thiền nhận thấy cái thở phòng xẹt của con trở nên rất dài và nhẹ hơn 50%. Lúc bình thường con ghi nhận thân ngồi động, tâm tỉnh sáng và cân bằng, nhưng không có gì để ghi nhận trong lúc đó ngoài không không. Đây, ban đầu theo dõi ghi nhận phòng, ghi nhận xẹp nè, bây giờ nó đưa tới độ mà nó trở thành nó rất là dài, đôi khi thở vô nó dài hoặc thở ra dài, bây giờ nó nhẹ, nhẹ đến độ còn 50% thôi. Lúc bình thường 50% đừng, nhưng bây giờ nó trạng thái một cái nhẹ, thở vô nhẹ, thở ra nhẹ này nè. Con ghi nhận ngồi động rồi, đúng, con ghi nhận ngồi động, ngồi động tâm tỉnh sáng và cân bằng. Nói về tâm, vì ngồi động, ngồi động chăm ra tâm tỉnh táo, tỉnh sáng, nhưng không có gì để nhận trong lúc đó ngoài không không. Nó ra như vậy như thế nào rồi không không? Tâm tỉnh sáng cân bằng nhưng không có gì để ghi nhận lúc đó ngoài không không. Cân bằng ghi nhận cái đó, tâm trạng thái của tâm cân bằng, đừng có để ý không không.
không hình như không có đối tượng, không có đối tượng, đừng gọi đại y tâm không. Có thể mất phần xẹp, mất thân, nhưng cái tâm vẫn còn biết như vậy. Đừng theo không cũng như không có gì ghi nhận. Nó trở lại phải tỉnh. Trường hợp như vậy thì niệm biết rồi. Này, biết từ tâm thân bàn quần bắt đầu biết. Thì quý niệm được coi. Sau đó chánh niệm ghi nhận sẽ có câu trả lại quý vị. Hoặc cái gì thắc mắc nó xảy ra như quý vị sẽ có câu hỏi tiếp. Đến khi hơi thở phòng sẽ tiếp này. Bây giờ trong khi mắt không vì phải niệm là biết này. Này, nhưng bây giờ đó chỗ này vì phải niệm là biết, đến đó, đến khi thở phòng sạc cái tiếp đấy, nó phòng sạc ra lại, giờ không có niệm, vì phải niệm tâm biết không, như chỉ biết thôi, không có gì niệm, vẫn biết tâm biết tâm quên này, nó là niệm tâm rồi, biết rồi. Từ đó là như vậy, đến khi hơi thở phòng sạc kế tiếp bắt đầu nó trở lại thôi. Tên ngài chỉ dùng con nên làm gì thêm trong khi ghi nhận những cái không đó không? Phải đừng để tâm không. Ngài là cái niệm biết thì tự biết nó sẽ có cái gì nó trở lại. Nó rơi vào phòng sạc hoặc biết ngồi. Biết bây giờ bắt đầu biết cái gì bây giờ sẽ trở lại. Nó trả lại chánh niệm ghi nhận, trả lại chánh niệm theo dõi tâm nó thôi. Rồi, vì hồi nãy đó, vì chú tâm này bận nói, ngồi thiền, ngồi thẳng rồi, hướng dẫn tâm, hướng tâm trước tâm này bận, chánh niệm theo dẫn. Như vậy, chánh niệm theo dõi phần tạp đưa tới một trạng thái nhẹ, thăng bằng, cũng trạng thái tâm cảm giác thôi. Hơi thở nhẹ, hơi thở thăng bằng, không có gì để người dùng rung đó. Vì bắt đầu thấy tâm thăng bằng, vẫn là niệm biết à, thăng bằng à, biết, đừng để rơi vào cái không, này chạy bên nhiều đó thôi, biết à, niệm, rồi nó sẽ cái gì trả lại kế tiếp này, cái gì cái đó, và sẽ giải thích thêm, niệm thêm cái đó. Nhà sư chuyển cho ngài câu hỏi mới nhất trong ba câu hỏi vừa mới gửi. Trong có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ tư: con kính vấn an sức khỏe ngài, con xin được trình pháp, kính xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Khi con ngồi thiền, chú tâm vào bụng, theo dõi phòng xẹp thầm mà xẹp tà, ngoài những lúc phầm lên xẹp xuống theo hơi thở ra vào, con cảm nhận đặc biệt khi hơi thở vào thì bận phồng lên, có khi sẽ xuống liền, có khi ngừng một chút rồi sẽ, có khi phồng lên nhích từ từ, có khi căng cứng đến khi cảm giác không còn chịu nổi nữa hơi thở như ngừng lại thì thân bắt đầu rung nhẹ, rung liên tục toàn thân, bút lên đau, đầu gật liên tục, xong rồi đầu rung gật, hai cái liền nhau, rồi hết. Và tương tự như vậy, khi con theo dõi phòng, theo dõi sạp, bụng sạp nhanh, có khi sạp từ từ, có khi sạp rồi ngưng từng lốt, và có lúc sạp đẹp lép dính sát vào lưng, cảm giác hơi thở ngừng lại và thân bắt đầu rung rung liên tục, bước lên đầu rung nhẹ, kết thúc bằng hai cái gạt liên tục. Đôi khi cái hơi thở không đều, giống như là ngưng
thấy cái này cảm giác thấy rung, cảm giác thấy gặp chính lại giống như bong bóng vậy đó. Nó có giống như nào là giống như quên thở vậy đó, thì nó xảy ra cái đó phải. Vì thế nó thấy thở ngần lại đó, rồi thân bắt đầu rung rung rung, nó ngần tự nhiên, nó gió nó tông lên thế, nó chìm cái gió liên tiếp. Nếu mà có gật thì niệm điền cũng thân đặt tấm của gió nó được gật, không có gì hết đừng đó là một cái gì, làm của chuyện động, chuyện động đâu, chuyện ngưng cái chuyện của gió thôi. Thân con mắt lạnh bắt đầu, toàn thân con mắt lạnh từ đầu xuống toàn thân, và tất cả phiền não hầu như tan biến. Thật quan hệ và an lạc, không cảm giác đói khát, tất cả xảy ra con đều theo dõi và ghi nhận. Có niệm tất cả đều là nhớ ơn đức của Ngài từ bi giảng dạy, con sẽ trân trọng từng giờ từng phút thời gian trong khóa thiền này. Con tình kính chân Tam Bảo, tình kính Ngài, tình kính tri ân quý sư, tri ân ban tổ chức đã tạo duyên lành cho con và các Phật tử tu tập. Đa tạ kính mời. Vậy thì câu hỏi quý vị cũng như là đã chấm dứt. Bây giờ sư Bồ Túc quý vị, thì vấn đề cái ngồi thiền thì quý vị cũng không có gì, ai còn biết ngồi thiền. Đây mấy câu hỏi liên quan với thiền và thiền ngồi. Còn thiền đi như thế nào? Đi có thiền ngồi, thiền đi. Thiền ngồi đó vì cảm thấy tâm định và những cảm giác trong con người quý vị thì có cái cảm giác đó, tùy quý vị cảm giác diễn tả cái cảm giác rồi không còn sao, nó gọi là cái sự kinh nghiệm quý vị, mỗi quý vị riêng, đừng so sánh. Sư giải thích được về đừng cái câu hỏi này đó, đừng ngồi thiền, đừng nhớ tới ngồi như vậy, vậy mình ngồi không thấy như vậy, đừng có nghĩ như vậy, đừng so sánh. Vì so sánh vì sẽ thấy cái gì trở lại mà không có thật. Nghĩ cái nào ra cái nấy, quên thôi. Nếu cái gì giống quý vị được, còn quý vị giống đừng nhớ tại sao người ta có cái đó rồi bỏ đi. Nghĩ cái nào giống được, còn giống bỏ, đừng nghĩ tới kinh nghiệm của người khác. Mà khi ngồi thiền thì nghĩ ra đó không, nó vọng rồi, và cái vọng đưa tới cái tưởng rồi, đây nhớ điểm đó. Còn bây giờ thiền hành á, vì phải cố gắng đi, đừng có bỏ, đi tay đi lui. Nếu mà ngồi một tiền á, một tiếng đồng hồ đó tốt, đi bằng một tiếng hoặc 45 phút này, hoặc ít nhất là cũng 30 phút cho đừng không đi. Vì thiền hành nó có cái lợi ích riêng của thiền hành Đức Phật dạy. Người nào đi kinh hành lợi ích đó, thì người vị đó có sự kiên nhẫn trong lúc hành thiền. Đây, có sự kiên nhẫn trong lúc hành thiền, cố gắng. Thứ hai á, như thế nào quý vị có nghị lực, có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa. Đấy, với hành thiền trong lúc đang hành thì có sự kiên nhẫn trong lúc đang hành thiền. Và nếu lại có nó, khi quý vị đi đường xa, quý vị không ngại ngùng, không đi đường xa, nghe nha, lại như vậy nha. Rồi cái đó, hoặc thật mà quý vị dùng rồi đó, nó được tiêu quả rồi. Nếu quý vị không đi thì vật thật nó không tiêu. Cái lợi của nó, vật thật nó tiêu quả. Này, rồi thứ tư á, vì ít cái bệnh hoạn. Tại sao? Vì thay đổi, quay nghi đều, ít cái bệnh hoạn.
Như vậy khi mà vật thực nó tiêu hóa thì nó khỏe rồi. Nó như vậy, vật thực tiêu hóa ít cái bệnh vàng đều chó. Thiền nào mà phát sanh trong lúc vậy đi kinh hành, ôi thiền nó lâu lắm, nó có lâu. Ý nói là ý nó để định đi, đừng nói dùng chữ thiền. Thầy cái tâm định của vị nó rất là lâu, đủ diện rất là lâu. Nhưng khi tiếp tục có sự định tâm ít có phóng này là rồi ít có phóng giật ra, không có vọng không có vào. Nếu vị đi thiền cái lợi cái nhảy, nếu mà chánh định nào phát sanh trong lúc mà nghĩ đi kinh hành như vậy nó rất là tồn tại lâu, nó theo quý vị rất là lâu. Đó là lợi của quý vị đi thiền là thiền. Như vậy nhớ đừng có bỏ thiền. Nếu quý vị tu tích cần như vậy, ngồi rồi cũng phải đi, lợi giống nhau nè, ngồi đi ngồi. Nhưng quý vị có thể ngồi thường nó một tiếng, còn đi có thể đi 45 phút được, hoặc ít nhất ha, cũng 40 phút hoặc nửa tiếng, chứ đừng bỏ thiền hành. Cha đã sẽ khuyến khích nhắc quý vị vì nó có lợi ích, cái năm lợi ích, có sự kiên nhẫn, nhẫn nại trong lúc hành thiền, có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa, vật thực được tiêu hóa, ít cái bệnh hoạn, thiền chánh định mà phát sanh trong lúc đi kinh hành tồn tại rất là lâu. Đó, lại Đức Phật dạy như vậy. Để quý vị cố gắng tập thêm. Bây giờ về vấn đề thiền, khóa thiền định tâm tốt là trong giờ này đó, lý thuyết một chút thì thôi, vừa nghe vừa phải. Thầy cái hành thiền là rất tốt nhất, cúng dường đơn Phật bằng cách hành thiền, bằng cách giới, cùng giới rồi cúng định nè, cúng tuệ. Tuệ là quý vị cảm giác thấy đó, giải thích hồi nãy đó, cái gì mà quý vị giải thích hồi nãy hết đó là kinh nghiệm của quý vị nè. Nhớ đừng có sự tưởng tượng trong đó, đâu có thật, nó có cảm giác thật như vậy là rất là tốt. Và bây giờ thấy thầy già quý vị ngồi thiền chung nhau ở đây, vì mỗi vị ở nơi từ già nơi chùa chiền của quý vị thì tiếp tục ngồi thiền chừng 10 phút cho chừng 20-25 phút, có lợi rất là nhiều. Nhà quý vị cố gắng, thầy sư cũng ngồi ở đây rất là tốt, cúng dường cùng với nhau, cúng dường Phật bảo, Phật bảo bằng sự hành đạo, cũng giới rồi giờ cũng chánh gì, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có rồi, giờ cúng dường ngày chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi những cái kinh nghiệm mà quý vị đã giải thích ra rằng cái tuệ thì cũng dừng giới định về đối cuộc đời của mình là như vậy. Từ không biết trở lại thành biết, biết gì, biết quý vị giải thích hồi nãy thì giờ sẽ đọc, đó là sự biết của quý vị và trúng hết nàm. Nhưng sau khi từ giải thích quý vị những cái đôi khi dành từ không sai nè, cũng như vận hành quá đúng rồi sẽ không sai, nhưng đôi khi nói ngay chỗ đêm của vô hành như thế, tất cả vận hành của các pháp hữu vi tương đương là như vậy. Như vậy sư muốn nói bây giờ cái sự định tâm vị như thế nào, vì thấy chặt chẽ trong đối tượng thứ nhất không nha, rồi mới đi tôi đối tượng thứ nhì. Còn vì nói là sự vận hành của pháp, của vận hành của pháp, thì cái đó vì nói tới cái quán pháp niệm sư rồi. Ngay là sư không nói là sai, nhưng sư nói bây giờ sư hỏi về thân thời này thì vì giải thích rất là rõ nè.
để mong rằng quý vị thông cảm điểm đó. Giờ mời quý vị bắt đầu vào chân định để phát sanh trí tuệ ý nào sự hay biết trong lúc bây giờ được bao nhiêu hay bao nhiêu cái mà quý vị biết nó thêm đó, đó gọi là trí tuệ do kêu tu huệ, tu giới, tu định, tu huệ đổi cuộc đời chúng ta bằng pháp bảo hết, từ phàm từ đời thường đời tục đế ra đây thành chân đế, thành giới, thành định, thành huệ. Ngồi thiền nhân nguyện, càng suy nghĩ, không suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai, ngờ, chẳng đứng, bất thiện pháp nào sẽ sanh lên không. Thì bất thiện pháp nào đã có rồi bỏ, thiện pháp nào chưa có bây giờ, từ chánh định, có tinh tấn hướng trở về hiện tại trong thân, thân trở lại thành đại tứ đại địa đại qua đại phần đại qua sự hay biết của tâm. Mời quý vị tiếp tục.
suy nghĩ, bất chợt tâm dừng nghĩ về ghi nhận, suy nghĩ ngăn ngừa bất thiện pháp trong tương lai, loại trừ bất thiện pháp trong quá khứ. Thiện pháp nào chưa có sanh bây giờ, như vậy sự chuyển động nơi bận hoặc cảm giác nơi mỗi mà quý vị đã từng thực tập. Bất cứ vọng nào tới, quyền ghi nằm suy nghĩ để trở về với sự chuyển động vô vọng. Cho thấy rõ sự bắt đầu của phần và kéo dài chấm dứt của phần rất tốt. Bắt đầu của sẹp, kéo dài chấm dứt của sẹp rất tốt. Và tiếp tục hay gọi là chánh định tham suy nghĩ, và tiếp tục biết bây giờ. Suy nghĩ niệm đừng bỏ trôi qua, rồi trở về liền.
suy nghĩ niệm nhất là suy nghĩ, hở chút là suy nghĩ liền niệm. Cúng dường nhớ, cúng dường Đức Phật, cúng dường Pháp Bảo, bằng hành đạo hết lòng. Cố gắng theo dõi sơ chuyên động đầu chánh tinh tấn, rồi biết tiếp tục rồi chánh niệm ghi nhận thầm trong tâm, hoặc biết tiếp tục rồi chánh niệm. Tâm hay suy nghĩ
ghi nhận, suy nghĩ để trở về hiện tại. Nếu quý vị hở nơi sự chuyển động là tâm quý vị sẽ suy nghĩ à? Hết lòng. Dân qua công đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân xéo màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Dân qua công đến thăm ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân xéo màu, âm thần tư đại khỏi sao điều tàn. Dân qua công đơn tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hóa tư nhân xéo màu, âm thần tư đại khỏi sao điều tàn. Kịch vẻ quan chiếu tỏ tường, các hành vốn dễ vô thường xưa nay, phát ly phiền não đọa đài, là thanh tịnh đạo ai đại chớ quên. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dễ đau thương khổ nạn, phát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo nghĩa ca bàn tìm đâu.
thì tuệ quang chiếu tỏ thường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ta, là thành tịnh đạo chẳng xa lối về. Ekayano ayam pikave mago satanam visuddhiya sokavarinevanam samadhikamaya dukkhadumanasanam Atangamaya Nyaya Sati Gamaya Nirvana Sasa Chikiriyaya Yaridam Chataro Satipatthana Katame chataro itapi kave bhikkhu kaye kayanuvasi viharati atavi sambhajano satima Vinaya loke abhichando manasam Vedana suvedana nubasi viharati atavi sambhajano satima Vinaya loke abhijano manasam Chitte chittanu vasi viharati Atami sambhajano satima Vinaya loke abhijano manasam Dhammesu dhammanuvasi viharati Atami sambhajano satima Vinaya loke abhijano manasam aham averomi abhyavacchomi anigomi sukhiyatana Pariharami Mama Matavidu Ajahn
cha ri ya cha ya ti me ta cha sa va ma cha ri no cha a ve ra nu a ya va cha nu a ni a sự kiện ta nam và đi ở ran đời imasanin arame sabbe yogino averando adhyamaja Sukhiyatana Bariyaranda Imasamin Arame Sabbe Bhikkhu Samaniraja Uvasaka Uvasika Yoja Averandu Adhyavajandu Anigandu Sukhiyatanam Pariharandu Amatam Jatuva Chandu Yathala
ta ta sa ma ti do ma vi ga chan do ka na sa ta pu ra ti ma ya ni sa ya ba chi ma ya ni sa ya Uttaraya Disaya Dakinaya Disaya Puratimaya Anurisaya Pachimaya Anurisaya Uttaraya Anurisaya Dakinaya Anurisaya Hetimaya Disaya Uparimaya Disaya Sabbe Satta Sabbe Vana Sabbe Bhuta Sabbe Bhogala Sabbe Atta Bhava Variyava Sabbe Itiyo Sabbe Bhurisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinivatika Avira Adya Vajra Andu Adiga Andu Sukhiyatana Pariharandu Dukha Muchandu Yatalata Sambhatito Ma viha chandu kamma saka Utang yava bhavaga cha Ato yava vichito Samanda chakavalesu Yesata bata vichara Abhya vacha niveracha Niduka cha nubandava Uttangya vavavagacha Ado yava vichido Samanda chakavalesu Yesata urakechara Abhya vacha niveracha Nidukha chanubhadava Uttangya vavavagacha Adoya vavichito Samanda chakavalesu Yesata Kasejara Abhya Vacha Niveracha Nidukacha Nuvanavan
I maya tamadu tamavati vadiya putang buche me. I maya tamadu tamavati vadiya tamang buche. Imaya tamanu tamavati vadiya sankham buche. Imaya tamanu tamavati vadiya mata pitaro. Imaya tamanu tamavati vadiya acariye bhujemi. Ata imaya vatipadaya caramaranam parimuccisami ilang me punyang asavakkayavaham hotu ilang me silang Mekapalanya nasa bacayo imang no punya bagang sama satana dema sabe sata sukita. Sadhu, sadhu, sadhu. Chư thiên ở trên nữ công địa cầu thương ở rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều và đông xin hoan nghỉ vương điều chúng tôi. Ô trì Phật giáo tăng bồi à, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh cõi nạn tai à, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi vui tu đạo màu à, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lan.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân Ngài đã ban cho chúng con bài pháp thoại quý báu hôm nay. Chúng con lúc nào cũng trân quý giây phút có được hành thiền chung với Ngài. Chúng con tri ân Ngài và chúng con kính chúc Ngài luôn vì sức khỏe và an vui. Và bây giờ tiếp theo chương trình là chúng ta đi kinh hành một số nơi, đi kinh hành cũng như một số nơi nghỉ ngơi. Và tiếp tục thì cũng có phần thông điệp tiếng Anh do sư cô Yêu Tuệ. Nếu mà biết Phật tử muốn nghe thì có thể ở lại. Now is the translation to English by Sayole Amaramedha Sayole. Thank you, Sayara. Hello, everyone. Today, June 1st, 2020, and I will translate the talk that is the audio is okay? Yes, we can hear you. We can hear you okay. Okay. So today, Sayara cheated. Part, the first part was answering questions of yogis, and the second part was a little bit of the reminders or supported for from the talk that Sayuriji gave. So the first question the yogi had for today was, why doing sitting meditations, I noticed that the body and the abdomen, they have the same rhythm. And when I try to pay more attention on noticing the rhythm, then I notice there's appearing and disappearing of some kind of dharma. And when I continue paying attention to, I feel like the mind will stay in empty space. So that was the first questions. And the first part of the questions, and the yogi mentions when walking meditations. During walking meditations, I was be able to follow each step, and every time that I make the step, I feel like again the bodies moving the same rhythm at the moment, and I feel like a river flowing into the space. So yogi asked Sayuriji to help explain the questions, explain the experience, and if there is any instructions for that. So according to the answer Sayuriji gave, while sitting meditation, yogi must pay attention to the risings and falling of the abdomen, not the whole body, because the practice that Sayuriji's been teaching is we are paying attention to the rising swelling of the abdomen as the main objects of meditation. It's okay to notice the experience, to have the experience or the sensations on the body, but just notice it and then go back to the risings and falling of the abdomen. That is the main object. And that is the experience that Sayuriji's want to hear during the interview. Why yogis doing the sitting meditations, besides the rising swelling of the abdomen, the yogi can also be able to notice sitting posture, as in sitting or touching in the body, touching the ground. But other than that, yogi should pay more attention to the risings and falling. And bodies and the abdomen and feel like an empty space and so on. So you think that is kind of some kind of imagination or some kind of thinking that the yogi at that time was not really experiencing, but it's just the imagination that have. So Sayuriji's instruction was yogi trying to pay more attention wholeheartedly to the risings and falling at the abdomen. When the yogi paying that attention, trying to pay attention at the beginning, from the beginning of the rising of the abdomen, when the yogi breathing in, and to the end of it, to the end of the rising, and when the abdomen starting to fall at the, again, from the beginning of the falling all the way into the end of the falling. And within that, the yogi should be able to describe the characteristic of the movement instead of, you know, being very general in terms of describing the rhythm and so on of the body. The yogi should be able to experience the movement of the abdomen
and be able to describe it. For example, when the breathing in, there's a movement and there would be expanding or vibrating. And when breathing out, there would be collapsing or softness, those kind of characteristics. And that is the main thing that Sayurji look for when the yogi give her his or her interview. So a yogi try not to be very vague or very general using the word, for example, dharma, like all the dharmas is working and working on his own. So Sayurji say it is right because, you know, all the dharma is such as all the conditional thing is working on their own. There's nothing that we can do about it. However, this is not the technique or that this is not the method that Sayurji is trying to instruct the yogi at the moment during this retreat. And during the retreat, we're trying to pay attention to the risings and falling. So yogi should be careful when giving out the experience, try to be specific and be able to describe very detail about the experience of the risings and falling of the abdomen from the beginning to the end. And because when the yogi be able to pay attention to the risings and falling of the abdomen, the yogi will see that this is this body is made of four elements, and the risings falling in the abdomen will show the characteristic of the wind, just like vibratings, expandings, or movement. And that is what we as Sayurji is looking for during interview. And as yogi mentioned, space during the experience. So Sayurji said the space is the space outside. It's not so much of the body where we're trying to pay attention, which is one of the four foundations of mindfulness of the body. So when you yogi mention the space, you yogi have to try to direct the attention back to the body and pay attention, bring the mind back to the body, pay attention to the body, and specifically in the risings and falling of abdomen so that the yogi would be discerned about these kind of characteristics and this kind of movement. According to walking meditation, yogi described that while walking meditation, yogi feel the same rhythm, the bodies and the movements, and feel like a river floating into space. Again, this is quite general, Sayurji said. And he said that yogi should pay more attention while walking instead of, you know, having this some kind of imaginations or thinking like, oh, this body or this movement like a river, because this kind of description is more or less imagination instead of a raw real experience. So when the yogi try to pay attention and be very mindful of each movement, the yogi will see that the movement maybe start from the knees down, and then when its foot touching the ground, the yogi would be able to feel or to experience what is the experience at the moment. For example, when the foot touched the ground, there would be contact, there would be touching, there would be the feeling of solidity or softness or coldness or hotness, etc. And those are the things that Sayurji look for to see how the yogi experience during walking meditation. So again, Sayurji mentioned when the yogi use like walking, feel the rhythms or feel like flowing the river, that again is somewhat imagination and is not very specific. So as a beginner yogi, we should try to avoid those kind of comparisons or some kind of thoughts so that when doing the interview, yogi can be more specific to the experience that yogi actually had. And Sayurji also mentions a little bit about walking meditation. When walking meditations at the beginning, yogi should pay attention to right, left as yogi walk. So when each movement of the right legs or left leg, yogi would pay attention to that. And then when the leg touching the ground, you would say, okay, left touch, right touch, or so on, so forth and so on. So that is the beginning. When yogis already do that, walking meditations for a while, yogi can progress into lifting, moving, and touching. So when the yogi start lifting the foot and then moving forward and then about touching the ground, those are the three stages of
one step towards walking meditation, and that way yogi can pay more attention and be more specific in terms of experience that yogi can have during walking meditation. So for this questions, the main point was all the experience yogi have, Sayuji say that is the experience. However, when yogi trying to give interview or describe the experience, trying to be more specific, avoid being general and avoid using comparisons or imaginations, and trying to be very specific in terms of be able to describe very clearly and in detail of each experience during walking meditation or sitting meditation while observing the risings and falling of the abdomen. Question number two. Breathing. So when the yogi paying attention to breathing, yogi would be able to discern the breathing in and breathing out at the nostril over the upper lips. And when the yogi pay attention at that, they would the yogi would be able to feel a little bit of feel a little bit of movement or somewhat at that area. So the yogi would just ask Sayuji, how was that the experience? So Sayuji's explain was breathing in and breathing out, the yogi trying to put attention to the nostril area where the when the person breathing in and breathing out, this there's a point of contact. So there are two ways to pay attention when doing mindfulness or doing contemplating of the breathing. The first one side that you mentioned is when the yogi breathing in, the yogi would be aware and knowing that the yogi is breathing in. And when the yogi is breathing out, the yogi would be aware and knowing there would be a breathing out. So that first of all is a knowing, the mind knowing that there is the breathing in and breathing out happening at that moment, at the present moment. That's the first thing that yogi should pay attention. The second thing that yogi should pay attention is the point of contact. So let's say the nostril for areas, for example, when breathing in, there would be a point of contact where the yogi would pay attention at that point of contact to see when the in-breath coming in at that point of contact, what is happening? For example, is there a touching? Is there contact? Is there vibrating? Same thing when the yogi breathing out at that point of contact where the yogi direct the attention to that point of contact with what kind of activities that's going on. Is there vibrating? Is there contact? Or is there hotness, coldness, and so on and so forth? Because again, when the yogi observing the breathing in and breathing in and breathing out, that is a movement, and that is the characteristic of the wind element within this body. So Sayuji would want to know more when a yogi do that, what kind of experience that the yogi have, and if the yogi would be able to pay attention as well as be able to describe very clearly in detail the characteristic of the experience, such as vibratings or contact, touchings, and knowing. So, and when the yogi keep doing so, back and forth, breathing in back and forth and noticing between the knowing and the in-breath and out-breath, and at the same time, the knowing at the point of contact, what kind of activity is going on, slowly, there would be concentrations, and then there would be more experience that yogi would be able to describe for the next interview or so. Next, moving on to the third questions. So the questions was while during sitting meditations, the yogi was able to observe the risings falling very carefully. And while observing the rising falling, the yogi noticed that the risings falling sometimes become longer or the breathing become longer. And when keep on observing that, the yogi feel that the breathing become lighter and lighter. And the example giving was, it was about 50% lighter than normal breathing or so on, that not doing meditation. And at that time, the yogi noticed that the yogi mind become more clear, more balanced, and more calm. And while observing like that for a while, the yogi would start to have this experience why there is nothingness. There's something called nothingness. And they're like, for example, like
for as if there's nothing there to observe. So the answer Sayurichi gave was, why doing sitting meditations when the yogi would be able to have very continuous mindfulness and paying attention to the risings, falling. Slowly the mind would become more aware, become sati, mindfulness become sharper, and the mind become more balanced. And at that time, the gross objects, such as the objects of the body, might become subtle or disappear, such as the abdomen feel like disappearing, or some other object that the yogi pay attention to within the body might disappear or become more subtle. So therefore, the yogi might experience some kind of so-called emptiness, which is there's feel like there's no object. However, there is still the knowing mind there. The knowing mind is still there doing its work as knowing. So at that time, when yogi feel like there is nothingness or there is so-called emptiness, that would just only in terms of the gross objects of the body, but the knowing mind is still there. So the yogi should notice or observe knowing of the noting mind. So, and this, when the yogi be able to notice or observe that, that is mindfulness of the mind, one of the four foundations of mindfulness, which is mindfulness of the body and mindfulness of the mind. So the when the mind noticing the knowing mind, that is still happening, that is the mindfulness of the mind. So Sayurichi's remind that at that time, do not let the mind stuck in the so-called emptiness or not knowing anything, because at that time, the mind is still knowing that there is knowing mind happening, even though there is no gross or very clear object that's for yogis to observe. So at that time, the yogi should know should label knowing for the knowing mind, and slowly the other objects of the body slowly will come into the observance, and again the yogi can continue observing the rising, falling, or whatever happening at that present moment. So Sayurichi mentioned that when the mind is calms and balanced, and if yogi would be able to continue noticing the knowing mind or whatever happening at the present moment, not being aware of what's happening, more experience will come. And then at that time, yogi can come back and ask more questions in terms of his or her experience. And the fourth question, also the last question of the days, was, why is noticing rising, falling of the abdomen? The risings become very distinct until a point where yogi feel like it stopped. And again, when noticing the falling of the abdomen, the falling become very, come to an end, and it feel like it stopped. And also it feel like the abdomen is like stick into the back of the yogi. So the yogi want to know what kind of experience that is, and if Sayurichi can give some explanations. So the answer Sayurichi gave was, when the yogi noticing the risings and falling and feel like there would be at the end of the rising or the end of the falling, there would be a gap or there's a stop, then sometimes it could be because the breathing is not rhythmatic, or the breathing is not very constant. So therefore, yogi might experience such kind of experience during sitting meditation. If there is a stop, if there is a stop at the end of the rising, or there is a stop at the end of the falling, it is natural. And then all the movement, it just expanding or collapsing again. This is also natural because this is a characteristic of the wind element within the body, which is rising and falling. However, Sayurichi say that what is more important is during these experience, when there's a movement from the beginning to the end of the rising and from the beginning to the end of the rising, will yogi be able to experience, or yogi be able to observe the characteristic of each movement? What does it do? Is it like vibrating? Is it expanding? Is this feel like it's hard? It become harder or become softer?
that is more important to be able to describe such experience, because those are the characteristic of the element that we're trying to discern during a meditation retreat. And Sayurji also mentioned that during sitting meditations, there's a lot of questions coming in, and each yogi would have their own experiences. Everybody's is very much different from each other. So yogi should not try not to compare your own experience with other yogi experience, especially during sitting meditation. Yogi should not say, this person experienced such and such, and I do not experience such and such, so maybe there's something wrong, or so on and so forth. Because when yogi have those kind of mentality or those kind of mind, then whatever the yogi want to experience, it's just like a saying, like monkey see and monkey do. Then whenever yogi mind would have this kind of ideas or imaginations or thinking, then soon enough, yogi might experience such experience during meditation. However, this is not the real experience, but this is created by the thinking mind. So Sayurji's remind that yogi should not try not to compare each yogi's experience to other yogi experience, and just trying to stay mindful and be aware of your own experience during sitting and walking meditation. Sayurji also mentioned that it's very beneficial that yogi follow your schedule to do sitting and walking meditations according to the schedule, because some yogi feel like the mind is more calm and more balanced during sitting meditations, and it's easier to create concentration during sitting meditations than walking meditation. So therefore, yogi tend to do more sitting than walking. But this is not the way. Yogi should do both sitting and walking meditations. So for each hours of sitting meditation, yogi should do at least 30 minutes to 45 minutes, 30 minutes, 40 minutes, or 45 minutes of walking meditation. The best if yogi can do both sitting 1 hour and walking 1 hour. And Sayurji described the five benefits of walking meditations. Why the Buddha this explained to the disciple, it is important and is crucial to do walking meditations. First benefit is patience. During sitting, if you be able to do walking meditation from at least 30 minutes to an hour for each sitting, you would develop more patience during the sitting meditation. Because during walking meditation, there's a lot of movements and you try to be mindful. So therefore, when you're trying to be mindful with a lot of activities going on, you would develop more patience. And this patience would be very beneficial during when you transfer it to the sitting meditation, when it's come to enduring or experiencing pain. Second, a benefit is endurance. During the Buddha time, the Buddha have to travel a lot from one town to another. So during walking meditations, like when the yogi practicing walking meditation, the yogi would be able to increase their staminas and durations. So that way, the yogi would be able to travel long distance, a long journey without much of being tired or feeling hesitant. So the second benefit of walking meditation is endurance. Third benefit for walking meditations is easy to digest. So when yogis, after yogi have the meal, sometimes the food might not be easy. After having the meal and yogi do walking meditations correctly, then it will help the yogi digest the food easier and better, so that it will help with the sitting meditation later on. The fourth benefit is to have better health. So when yogi practice meditations, there's a lot of sitting. So when the yogi do walking meditation, there would be a constant changing between sitting meditations and walking meditations. That way your health, your body does not have to stay in one posture for a long time. And that way your body would be able to have a balance between sittings and walking, and that will increase your blood flowing as well. And it will be very beneficial for you. Yeah. May have a better health.
This benefit meditation is help meditation. It will develop good concentration. That concentration would be very good concentrations, very deep, and it can be long lasting. And also, it's not only beneficial during walking meditation. If the yogi can transfer that concentration during sitting meditations, again, the sitting meditation will become very good, and this concentration of the yogi developed during the sitting will become very deep as well in order for insight to arrive. So those are the five benefits of walking meditation. Again, one is patience, two is endurance, three is easy to digest, four is better health, and five is good concentration. So those are the four questions that Sayurji's answer. After that, Sayurji give a brief Dharma talk. More likely, it's just like a reminder. So every day we do Dharma talk and some answering questions, but these are only just in theory in order to help and to support the yogi with the practice. The most important is yogis still have to practice meditation, walking meditations, sitting meditation. And during this Vesak holiday, we have this retreat in order to offer our practice to the Buddha. So we observe sila, morality every day, and that is one kind of offering. But again, the best offering is the offerings of our practice, of our pure mind. And with that, every day we sit together with Sayurji to practice meditation for a couple of minutes. And when we sit together and practice like that, Sayurji say that we are offering sila, samadhi, and panya. Sila is morality, samadhi is concentrations, and panya is wisdom. So we observe sila is from the body, and then we're trying to practice the right speech, right body actions, right livelihood. So that is offering sila to the Buddha. And when we sit together and we're trying to be mindful and we try to meditate together, that's when we are practicing samadhi, concentration. And that in within that concentration, there is right effort, right concentrations, and right mindfulness. And with right effort, as Sayurji also mentioned yesterday, well, there's four stages. First of all is that we are trying to prevent unwholesome deed to arise at the present moment. And then if the unwholesome deed already risen, we're trying to abandon it, or we're trying to dissociate with it. And we try, after that, we're trying to develop wholesome deed to arrive. And when the wholesome deed, the pure mind arise already, then we're trying to develop and maintain and increasing. So that is within the concentration factor of the Eightfold Noble Path. And lastly is penya, wisdom. So when we have, when sila is pure, our morality is pure, when we are practicing momentary concentration with right mindfulness, then slowly we will have insight, which is wisdom. And that is the wisdom to knowing the three characteristics of the Dharma, which is impermanent, sufferings, and non-self, and is the highest offering to the Buddha. And after that, Sayurji started to sit. During the sitting meditation, Sayurji gave a little bit of instruction and explanation when they were thinking. So I'm just briefly give the summary. So when yogis are doing sitting meditation together as a group, if right observing the risings and falling of abdomen, if the sati mindfulness is not continuous, then thinking would arise within, you know, risings and falling. And right away, yogi should pay attention to the rise and, when thinking arise, right away, yogi should pay attention to that and noticing, oh, thinking, or labeling, thinking. And then when thinking go away, then yogi again go back to the risings and falling of the abdomen. And that pretty much I have for today Dharma talk. Thank you. Thank you, Sayurji. Sadhu. Thank you, Sayurji. Bye, everyone. I also have a notice for everyone. You may wondering why some people log in with the number. For your information, we try to arrange
the meeting in an organized way, systematic way. So number one for the Saraji from the Mahasthivatana Meditation Center from Lisbon. So that's number one. And number two for the second row for all the monks. That's for all the bhikkhus. Number three, starting with number three dot, and then the name would be for all the Saile, for all the nuns, bhikkhunis. And number four, dot, and starting with the name would be for all the gentlemen yogi. And number five, dot, and your name would be for all the lady yogi. So this way, we can just understand the way how we arranged in our meeting room. Thank you very much. And now we can continue with our schedule, which is the walking meditation.